Xin chào các bạn thân mến của kênh Xem Gì Hôm Nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục cực hot của Miss Xem Gì trong ngày hôm nay. Nhắc tới Triều Tiên thì chúng ta đều khẳng định đây là một quốc gia bí ẩn thuộc hàng top của thế giới. Thế nên chẳng có gì là lạ khi cứ nhắc tới Triều Tiên thì đầu của chúng ta lại tự nhảy số ra hàng loạt khung cảnh lạc hậu, nghèo nàn và chậm tiến hơn hẳn so với người anh em cùng cha cùng mẹ của mình là Hàn Quốc. Rõ ràng là sinh đôi, nhưng hai đất nước lại có số phận hoàn toàn trái ngược với nhau. Nhưng nếu các bạn đang nghĩ Hàn Quốc vượt trội hơn về mọi mặt so với Triều Tiên thì các bạn lại quá là sai lầm luôn rồi đấy nhá. Có một thứ mà Bắc Triều Tiên cho Hàn Quốc hít khói luôn đây này. Có đang tò mò đó là gì không? Chờ gì nữa mà không cùng Miss Sanji đi khám phá sự khác biệt to lớn giữa hai quốc gia này thông qua 10 tấm ảnh và 12 sự thật sau đây ngay thôi nào. Get go! Tàu điện ngầm của Triều Tiên mang không khí ảm đạm, chật chội chủ yếu là người trung niên như những năm 80 của thế kỷ trước. Ngược lại, tàu điện ngầm của Hàn Quốc thì trông hiện đại, sạch sẽ và là phương tiện di chuyển của nhiều bạn trẻ. Những trẻ em ở Đại Hàn Dân Quốc được tự do thoải mái, tiếp nhận nét đẹp văn hóa từ nhiều quốc gia khác nhau. Còn trẻ ở Triều Tiên, dưới chế độ độc tài và đóng cửa, từ nhỏ đã phải sống trong sự giáo dục, bị giáo dục là phải loại bỏ kẻ thù chính trị và phải có tư duy chính trị đúng đắn. Với một quốc gia nằm trong top đầu của những quốc gia phát triển, những thành phố hào hoa, tráng lệ khi về đêm lại càng trở nên lung linh hơn nữa. Đất nước bị trừng phạt kinh tế trong thời gian dài, việc mất điện ở Triều Tiên đã trở nên quá quen thuộc với người dân. Ngoài những bức ảnh của những vị lãnh đạo vĩ đại ra, thì những ánh đèn khi về đêm ở đây cũng bị quản lý nghiêm ngặt. Phụ nữ Triều Tiên thường mặc những trang phục truyền thống ra đường và rất ít khi mặc váy ngắn quá đầu gối 3cm. Ngược lại thì Hàn Quốc lại là một trong những nơi được coi là đón đầu xu hướng thời trang, phong cách ăn mặc cũng táo bạo và năng động hơn hẳn. Triều Tiên là quốc gia đánh thuế xa xỉ cực kỳ cao mà người dân lại quá nghèo để mua nổi một chiếc xe ô tô. Vì vậy, bãi đỗ xe chỉ có duy nhất một chiếc đỗ lại, còn bãi đỗ xe ở Hàn Quốc lại luôn trong tình trạng quá tải vì hầu hết người dân đều sử dụng ô tô là phương tiện di chuyển. Trên đây là 10 bức ảnh cho thấy sự khác biệt xương xương giữa hai quốc gia này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tới với 12 sự thật mà cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều đang che giấu. 1. Phong cách. Đã bao giờ các bạn đặt câu hỏi xem tại sao Kim Jong-un lại béo như thế kia hay chưa? Chắc chắn là có rồi đúng không nào? Ngoại trừ Trump thì Miss Xem Gì không nghĩ ra một nhân vật nguyên thủ nào có thể so sánh với Kim Jong-un về chiếc bụng bự kia đâu nhá. Dù không sáu múi và đẹp trai, Kim Jong-un lại chính là hình tượng soái ca vạn người mê ở Hàn đấy các bạn ạ. Người Triều Tiên đã có quan niệm là người mũm mĩm mập mạp mới là đẹp, bởi đất nước nghèo nàn đến cái ăn cũng thiếu như ở đây, thì việc một người béo tượng trưng cho việc họ có rất nhiều của cải trong nhà, là nhân vật giàu có và tới từ tầng lớp thượng lưu. Các cô gái thì phải có cơ thể mũm mĩm một tí thì mới hấp dẫn và mới lấy được chồng. Nhưng nếu được ngược lại, thì một người con gái mập mạp và có chiều cao trung bình như ở Bắc Triều Tiên mà xuất hiện ở Hàn Quốc thì đúng là thảm họa. Bởi tại đất nước này thì con gái phải cao chiếm 1m65, cân nặng phải từ 50kg trở xuống, mặt chỉ được nhỏ như lòng bàn tay mới được gọi là xinh đẹp. Giống như năm 2018, nàng Tân Hoa hậu Korea bị chê là người béo chỉ vì cô nàng cao 1m73 và nặng tới 59kg. Chính vì sự ngược đời này mà ở Bắc Triều Tiên, người giàu tiêm thuốc để béo lên, còn Hàn Quốc thì đi phẫu thuật thẩm mỹ để hút mỡ. 2. Công nghệ thông minh. Có một sự thật phũ phàng là trong khi thế giới đã bước vào kỷ nguyên công nghệ số vài thập kỷ này, Hàn Quốc đã đưa AI vào sử dụng, thì Triều Tiên bây giờ mới biết đến thứ gọi là Wi-Fi và smartphone có hình dáng như thế nào. Nếu Samsung đã chiếm lĩnh gần một nửa thị phần toàn cầu về đồ công nghệ, các loại thiết bị thông minh với các bước tiến vượt trội đưa trải nghiệm của người dùng cả nước lên cao, trở thành cường quốc về công nghệ của thế giới, thì người dân của Bắc Triều Tiên dưới sự cai trị của Kim Jong-un vài năm gần đây mới biết đến các món đồ công nghệ cao. Nhưng các bạn cũng biết rồi đấy, Triều Tiên là một đất nước khá là hướng nội, thế nên mạng Internet của họ cũng chỉ có thể sử dụng trong phạm vi của quốc gia này mà thôi. Đây là còn chưa kể mạng Internet còn nằm trong diện kiểm soát của chính phủ. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn cố gắng đăng nhập vào một số trang web đen như Porn chẳng hạn, thì chính phủ sẽ lập tức nhận được thông tin và cảnh sát sẽ ập tới áp giải bạn vào nhà giam sống tạm trong vòng 6 tháng tới. Thậm chí nếu xem phim Hàn Quốc, các bạn còn có thể bị xử tử hình. 3. Giải trí. Đẹp trai, tóc tai vuốt vuốt, trở thành ca sĩ Hàn Quốc on the mic là ước mơ của hàng triệu con người. Em ước mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc. Nhưng ở Triều Tiên thì mọi thứ nó lại lạ lắm các bạn ạ. Nếu như ở Hàn, các nàng idol được tự tin khoe cá tính trong các bộ trang phục hai mảnh, ngắn ngủn khoe trọn body hình chữ S, đi tới đâu cũng thấy trai xinh gái đẹp,
thần thái ngút ngàn thì ở Bắc Hàn câu chuyện lại khác. Ở Triều Tiên cũng không thiếu những nhóm nhạc quốc dân, nhưng họ phải đảm bảo được các yêu cầu cực kỳ khắt khe mới được lên sân khấu trình diễn. Quần áo trình diễn không được ngắn hơn đầu gối 3cm, khi xuất hiện trên TV thì bắt buộc phải mặc đồng phục quân đội. 4. Du lịch. Mặc dù luôn được xem là một quốc gia bí ẩn nhất thế giới, nhưng Triều Tiên vẫn tổ chức các tour du lịch tham quan cho khách quốc tế tới tìm hiểu văn hóa và con người ở đây. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là bạn được tự do đi lại trên đất nước này. Điều đầu tiên các bạn phải nhớ khi tới Triều Tiên, đó là đừng dại mà gọi đất nước này là Bắc Hàn, nếu không người dân cả nước sẵn sàng cạo đầu bôi vôi và nhất là vứt bạn xuống sông ngay lập tức đi nhau. Phải gọi là quốc gia này với cái tên đầy đủ là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Điều tiếp theo đó chính là không được đi lại lung tung khi không có hướng dẫn viên kèm theo hoặc có người bản địa chỉ đường. Dù được gọi là tour du lịch khám phá, nhưng đây lại là nơi các bạn bị giám sát chặt chẽ để không đi lạc vào những khu quân sự hay những nơi cấm người ngoại quốc. Trên thực tế thì có 2/3 địa điểm tại đất nước này bị liệt vào hàng cấm tiếp cận dưới mọi hình thức. Nhưng nếu các bạn tới Vivo tại đất nước Hàn Quốc thì mọi chuyện lại khác. Tại đây gần như không có giới hạn nào cho những du khách tới tham quan. Các bạn hoàn toàn có thể ăn uống no nê, đi chơi thoải mái, thậm chí là ngồi xem phim 18+ ở lề đường cũng không có ai dám bắt bạn đi tù đâu nha. 5. Ẩm thực. Như Miss Sunny đã nhắc tới ở bên trên, thì Triều Tiên thích béo, còn Hàn Quốc thì thích gầy. Thế nên hai quốc gia có nền ẩm thực là khác nhau. Dù họ cùng muối kim chi và mặc Hàn bốc, nhưng Bắc Hàn luôn có sở thích ăn đồ nhiều dầu mỡ hơn so với Nam Hàn. Ẩm thực của người Hàn thiên về cay và ngọt, còn Triều Tiên thích những món ăn thanh đạm. 6. Tuổi thọ. Người Hàn Quốc luôn quan tâm tới chế độ ăn ít calo, đồ ăn nào béo và không nên ăn nhiều, nên chẳng có gì là lạ khi dân Hàn lại sống thọ hơn người Triều Tiên. Tuổi thọ trung bình của người dân Triều Tiên là 71,68 tuổi, thì tại Hàn Quốc con số này đạt mốc 82,02. 7. Bộ máy lãnh đạo. Cho tới hiện tại thì chế độ cha truyền con nối ở Đại Hàn đã chấm dứt từ lâu, mà thay vào đó là hệ thống tổng thống chế toàn phần, với người đứng đầu là tổng thống có nhiệm kỳ 5 năm và không được tái cử. Ngược lại thì ở Triều Tiên, tính đến Kim Jong-un thì nhà ông đã có 3 đời giữ chức chủ tịch nước, bắt đầu từ thời ông nội của Jong-un, người đã sáng lập ra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Kim Il-sung. Sau khi qua đời thì truyền lại vị trí cho con trai là Kim Jong-il và tới hiện tại là Kim Jong-un giữ vị trí này. 8. Quân sự. Nói không phải mê tín chứ Triều Tiên mà nóng máu thì đến Mỹ còn phải kiêng nể vài phần. Ông Kim mà buồn một cái gì thì kiểu gì cho có vài quả tên lửa để phóng đi. Mỗi động thái quân sự của đất nước này đều làm cho các ông lớn phải sợ hãi. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 tới giờ thì Kim Jong-un đã cho test sương sương 18 quả tên lửa. Nếu so ra thì đúng là Hàn Quốc lép vế hơn hẳn về khoản này. Khi số quân ở thủ đô Bình Nhưỡng đã lên tới 1,28 triệu người thì tại Seoul còn số là 550.000 người. Các lực lượng mặt đất của Triều Tiên cũng có thể sở hữu tới 4.300 xe tăng, 2.600 xe bọc thép và 8.800 khẩu pháo, cộng thêm 430 tàu chiến và 70 tàu ngầm. Không quân có tới 810 máy bay chiến đấu, tất cả luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu khi ông Kim alo. 9. Khác biệt tầm vũ trụ. Đây là hình ảnh được gửi từ vệ tinh từ trạm không gian quốc tế ISS. Các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng ranh giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là ở đâu. Nhìn vào tấm ảnh, chúng ta có thể thấy toàn bộ lãnh thổ của Hàn Quốc đều phát sáng, nhất là thủ đô Seoul đã trở thành một điểm sáng cực kỳ chói mắt và nổi bật. Trái ngược hẳn thì Bình Nhưỡng là đốm sáng le lói trong bức ảnh, tương đương các thị trấn nhỏ của Hàn Quốc. Cả đất nước Triều Tiên hầu như tối mịt, lọt thỏm giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, trông không khác gì phân biệt Nhật Bản và Hoàng Hải đen ngòm xung quanh. Độ sáng tối cũng cho thấy mức tiêu thụ năng lượng tính theo đầu người của hai nước ở Hàn Quốc là 10.162 kWh so với 793 kWh ở Triều Tiên. 10. Giáo dục. Giáo dục ở Triều Tiên dựa trên 4 năm học chuẩn bị và 10 năm học bắt buộc. Sau đó thì những tài năng trẻ và con nhà giàu sẽ được vào các trường đại học, những học sinh còn lại phải đi tìm việc. Văn học phương Tây và địa lý cũng nằm trong số các môn học, nhưng để minh họa lối sống phương Tây, các giáo viên chủ yếu sử dụng các phương thức châu Phi để nhấn mạnh sự thượng đẳng của nước mình. Đây cũng là một phần trong phương án mị dân của Triều Tiên. Còn ở Hàn Quốc thì chương trình học sẽ kéo dài 12 năm và các trường đại học ở đây được xem là những trường có uy tín nhất trên thế giới. Được học tập ở đây là mơ ước của học sinh nhiều quốc gia, nhưng điều này cũng làm tăng tỷ lệ chọi của các học sinh. Kỳ thi đại học ở Hàn được xem là một trong những chiến trường khốc liệt nhất trên thế giới. Tiền lương.
Hãy cảm thấy bản thân thật là thượng đẳng nếu trong ví của bạn có tới 100.000 đi, bởi vì nó còn nhiều hơn cả số lương một ngày của một người trưởng thành tại Triều Tiên đấy nhá. Vậy các bạn hãy thử đoán xem, mức lương trung bình mà Triều Tiên đưa ra là bao nhiêu? Nó chỉ vào khoảng 3 USD một ngày, tức là vào khoảng 60 Việt Nam đồng, trong khi đó mức lương trung bình ở Hàn Quốc cao gấp 1.000 lần. Nhưng dù lương khô của dân luôn thiếu, nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong-il của họ từng chi tới 700.000 bảng Anh một năm cho hãng rượu Hennessy, tính ra tiền đô thì đâu đó vào khoảng 913.000 USD mà thôi. 12. Chính trị. Trong khi Hàn Quốc tập trung vào phát triển kinh tế, thương mại trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất tại châu Á và là một con rồng dẫn dắt nền kinh tế, trong khi Triều Tiên lại tập trung vào quân sự khi sở hữu nền quân sự được đánh giá là đứng thứ tư trên thế giới, nền kinh tế thì có phần kém phát triển. Nhìn chung thì Triều Tiên có nhiều nét cứng và cổ hơn so với Hàn Quốc, quốc gia nổi danh là với sự tấp nập, trẻ trung, hiện đại và năng động. Qua đó thì cũng có thể thấy được sự quản lý, xây dựng nền văn hóa của hai nước này được định hướng theo hai hướng hoàn toàn khác nhau đúng không nào? Chuyên mục hôm nay của Miss Sanji tới đây thôi nha. Các bạn ấn tượng với điều gì nhất trong video ngày hôm nay nào? Đừng ngại góp ý với Miss Sanji bằng cách comment dưới video này nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật video mới của chúng tôi sớm nhất nha. Còn bây giờ thì bye bye!